Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Hoya Family Cuộc Sống Mỹ. Thì hôm nay là gia đình sẽ ăn bánh bột lọc. À, đây là nước mắm này mọi người. Trời đất ơi, tự nhiên ba đem cho xây ngôi chen nguyên chiếc xe này ra làm chi trời. Vậy làm vậy cô chú trắng của chú có thấy chạy được đâu. Thôi bỏ xuống đi con, chơi sao. Ăn nữa rồi chơi sao con nha. Để xe đây đi. Quá đẹp luôn. Rồi cảnh vậy là đẹp cái gì nữa. Ok, number one. Let's do this. Ok. Yes. Oh yeah. So we went out earlier today. You did? Yeah. We went out on the boat and we drove around a little bit. It was a little chilly, so I had her sweater on. It's we didn't record now. It though because it was it is better now. Ok, let's do the video baby. Ok. À mẹ đi. Không mẹ miếng. Yeah. Con tên gì á? Say. Rồi, xin chào tất cả mọi người. Thì đây mọi người ơi. Đây sẽ là lần đầu tiên chồng Ngọc Ánh ăn bánh bột lọc. Thì maybe I think you have never tried this before. So this is called bánh bột lọc. Bánh bột lọc. So here. So there's pork and shrimp in here, okay? Okay. So I'll give you a couple for you to try. Okay. Ngọc nói là có trong đây có tôm với lại tôm với lại thịt nạc, thịt ba chỉ á. Rồi giờ chế nước mắm lên cho chồng Ngọc. Eat it with a fork, huh? Sao kỳ vậy mấy chó con mà sao con không ăn? I'll wait for you guys. Oh, here. Đó tầm bậy nha, mẹ mở ra cho con rồi giờ con ăn cái kiểu đó ha. Rồi ba lấy bánh khác cho con ăn kìa. Yeah, give her a different one, baby. What's that? But give her her chips. You want some chips? Yeah. Hôm nay ngoài trời rất là đẹp luôn các bạn ơi. Hiện tại bây giờ là 75 độ F. Thì Ngọc... Trời. That was very rude. Yeah. Just throw chips. Very rude. Very rude. Ủa, tại sao con ăn It's không... It's not different than the other one. Yeah. Nó giống nhau hết mà, tại sao con lại lại vậy nè? Nè, tại sao con lại ăn cái kiểu đó? Giống nhau hết mà. Ok. Ok. Bây giờ mình xin mời tất cả mọi người nha. Hello. Hey, how's it going, Jim? It's all the same. No, his name is Kevin. Oh, no. Huh? Ready? Yeah. You guys gonna go on a boat? We're just gonna sit and stare at the sun like you guys. Yeah. Hi, Jade. Say hi, Jade. You guys are going on a boat ride? No. 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 You're where I come. Hi, Scrumptious Muffin. Hi, Scrumptious Muffin. Say hi, Susan. Rồi bây giờ xin mời tất cả mọi người nha. Ngon, nước mắm ngon, bột lọc dẻo, thơm cái mùi cần với lại hành lá. So it's got what a, do you think? I'm not really into it. It's got the shell of the shrimp in it and makes a certain part like it's real mushy and then there's certain parts that are just crunchy like because it's the shell. Yeah. Right. I hope I'm able to get it. Yeah. I hope. You want to ride? Finally, right? Yeah. Enjoy your ride. Thanks. Hi, JD. JD. Say bye, bye, Susan. Can we steer you off? No. my shoe. Perfect. Yeah. So the Oh, wait to get back. All right, yeah. So the pork in there too, it's tough. Mm. It's tough too. Mm. So
with the mixture of the soft and hard, it's not really my thing. Chồng Ngọc nói cái này không phải là của ảnh nè, tại vì nó quá dài, với lại nói chung là tất cả những mà cái này kết hợp lại á, nó không có mềm cho ảnh. Ảnh lớn tuổi, cái răng ảnh yếu các bạn ơi, bảo vệ răng dữ lắm, ăn cái gì mà dai dai hay cứng cứng mà sợ. Yeah, we had to move because we were losing sunlight. Had to get out in the lake. Cái ngọc thì ngon. Hồi nãy là phải phải lái tàu ra ngoài xa xa chút để có cái nắng nắng. Có ánh nắng vô video clip đẹp đó các bạn. Hiện tại bây giờ là ăn thử không? Hiện tại bây giờ là gần 8 giờ tối. Time is it? Gì vậy? Oh, nước. You're such a cutie pie. So we took a nap together today. Oh, after the boat ride. Amazing. I was expecting it to be like an hour nap or a half hour nap. It turned out to be like an hour and 15 minutes. Because when I got back up from the nap, it was like 4:59. I'm like, oh, so we went to the nap at like, you know, 2:45 or something, right? When we got back from the boat ride. And I didn't even know. I thought JD was just rolling around on top of me or watching the TV. Chạy không tắt rồi, chạy không tắt rồi. Ho ha ho ha, không biết nữa này. Chạy chưa có ăn bột lọc được cô chú ơi. So I thought maybe Jade was just watching TV or something like that, but when I looked up, she was sleeping with her eyes open. So then I got up, I made her a little bit more comfortable, and then she closed her eyes. Oh, my poor little nugget. My poor little nugget. Here, there's a car next to you you can play with. Lấy xe. Oh. Nhìn chiếc xe bự chà bá chứ không biết. Mấy bột lọc bự quá. Nhai nãy giờ mới xong mà. Gì cơ? Không chơi hả? Boom 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 boom. Boom boom. Khoan. Hồi nãy giờ ăn mà bây giờ mới nhớ. Có cái có một cái bạn kia nhắn Ngọc ở trên Facebook á, nhưng mà bây giờ Ngọc ăn xong Ngọc mới nhớ. Bạn nhắn Ngọc một cái tin nhắn là rất là buồn. Ngọc đọc xong Ngọc cảm thấy rất là buồn. Ngọc đọc cho ba mẹ, Ngọc nghe xong ba mẹ Ngọc cũng rất là buồn. Cái tin nhắn là: bạn ơi, mẹ của mình á rất là thích gia đình bạn với lại Jay, rất là yêu thích, ngày nào cũng xem hết á, nhưng mà mẹ mình mới mất hôm qua. Thì trong cái video clip tiếp theo các bạn có thể nào nhắc tới mẹ mình được không, để ba mẹ mình ở trên trên dưới suối vàng hoặc là ở trên thiên đường có thể nở nụ cười, có thể vui. Ngọc nghe Ngọc đọc xong á, Ngọc cảm thấy trong lòng Ngọc chạnh, rất là chạnh lòng, rất là buồn. Thấy sao cuộc đời nó ngắn ngủi quá, trong chớp mắt à, là mọi thứ là mình có tất cả mà trong chớp mắt là mình mất hết tất cả. Thì hy vọng là cô ở dưới suối vàng á là được thanh thản. Con rất là cảm ơn cô là đã yêu thương gia đình con. Con hứa với cô á là con sẽ dạy Jay thật là tốt, thành một con người tốt trong cái xã hội này. Con hy vọng là cô sẽ phù hộ cho con cháu của mình được bình yên, được hạnh phúc vui vẻ. Đó là những cái lời mà con muốn nói, con muốn gửi tới cô. I say condolences to your family about your mother passing away. We appreciate all the time that she spent with us watching our videos and
and commenting on our channels and stuff like that. And we really appreciate, you know, the support that she gave us when she was around. So yeah, we're saddened to lose one of our fans, and we reach out with compassion and love to the daughter? The daughter or son, I don't know. Daughter or son that reached out to us. Yeah. Xin cảm ơn các bạn mà nhắn tin Ngọc đã chia sẻ cho Ngọc một cái câu chuyện để Ngọc có thể được một phút lắng động để suy nghĩ tới cái cuộc đời này. Nhiều lúc á, khi mà cái cuộc đời mình nó cái chuyện gì nó cũng suôn sẻ quá, mình không có, nhiều lúc mình không có được, mình không có suy nghĩ tới những cái lúc mà mình thiếu hụt hoặc là những cái lúc mà mình vấp ngã. Nhiều lúc những cái chuyện gì xảy ra nó làm mình đi chậm lại một chút trong cái cuộc sống này. Đó. Rồi thôi, bây giờ chuyện buồn thì cũng qua rồi. Và bây giờ Ngọc có xin bắt đầu lại cái bữa ăn ngày hôm nay. Tiếp tục cái bữa ăn ngày hôm nay. Yeah, you let her down, you not eating. Come on. Vroom, vroom, vroom. Say this. Hi, Jada. Hi, sweetheart. Đó, hai cha con nó ngồi đó cô chú. Đó, bây giờ là hai cha con nó đang ngồi đằng đó đó. Probably like this a little bit more if they were unshelled shrimpies. Oh really? Yeah, I think so. Chồng Ngọc nói là bây giờ là nếu anh sẽ thích cái món này hơn nếu mà tôm nó không có vỏ. Oh, good to know. Ngộ ha, tôm ăn vỏ tôm mà cũng không thích, nó ngộ ghê. Good job. Đang đưa cái ghế kêu lên thì không chịu lên. Giờ ta đang ăn cái chạy nhão lên ngồi. JD loves her cheeses. There was a viewer. She said that I should ask you some of the questions so she can improve her English. Okay. What do you like to do in your free time? Look at them and say. Let me finish my food. Lâu dễ sợ luôn. What do I like to do in my free time? In my free time, I like to go boating. I like to be on the boat. I like to go driving. I like to go driving in my car. I like to enjoy gaming. Gaming, play gaming. So
Sorry. I call enjoy gaming now over play gaming. And I like to spend time with my family, JD and my wife. Okay. What type of sport do you like? I like the sports that I like are football, only one game, the Super Bowl. I used to like to play basketball, shooting hoops. I like to play bowling. Bowling, they know what bowling is? I like to play bowling. And I like to do water sports. So tubing and things that play in the water. Rất là buồn khi phải sắp đi làm lại. Nhưng mà cái cô người làm, người giúp việc mới thì cô không có thích lên cái video clip, nên là cô chỉ là người đứng sau thôi, nên là các bạn sẽ không có thấy được cô. Nên hy vọng là các bạn tôn trọng cái Ngọc rất tôn trọng cái quyền quyết định của cô, là giờ ta không muốn lên sao ép ta được. Thì thôi, cái video clip này Ngọc sẽ xin kết thúc tại đây nha mọi người. Hy vọng là mọi người thích một chút cái video clip này, và sẽ bạn nào mà muốn học banh văn thì có thể hiểu thêm được những cái gì mà chồng Ngọc anh nói. Thì bây giờ sẽ quay chay cho cô chú coi. Hi sweetheart.